Trong những năm gần đây, kể từ khi các ngôi nhà mọc lên cặp tuyến đường 946 từ cầu Cái Đôi đến trường tiểu học A Hòa Bình, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tình trạng ô nhiễm môi trường tại tuyến kênh này trầm trọng, luôn là nỗi bức xúc của người dân đang sinh sống gần con mương này. Nước của con mương luôn trong tình trạng đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Nguyên nhân là do những lượng nước thải sinh hoạt của những quán ăn và lượng rác thải của hộ dân cất nhà trên con mương này đổ xuống đã gây ô nhiễm kênh mương. Đặc biệt vào những ngày nắng nóng, con nước trên con mương này bốc mùi hôi thối nồng nặc và ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của những hộ xung quanh. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần sớm khắc phục xử lý để trả lại cuộc sống vốn trong lành cho người dân nơi đây, tạo môi trường xanh sạch đẹp và trong lành cho người dân.